Những năm qua, huyện Giao Thủy đã thực hiện chiến lược phát triển đô thị thông qua việc thực hiện các dự án phát triển hệ thống hạ tầng khung, các dự án đô thị mới, cải tạo hạ tầng đô thị hiện hữu, từng bước hình thành, cung cấp các không gian đô thị hiện đại, có chất lượng cho nhu cầu phát triển kinh tế xã hội. Bộ mặt đô thị với những không gian chức năng đa dạng, những trục phố, những công trình kiến trúc ấn tượng đã hình thành, góp phần tạo nên một đô thị văn minh hiện đại và năng động. Hoành Sơn là một trong những xã có diện tích và dân số lớn của huyện Giao Thủy, nằm tiếp giáp với trục đường quốc lộ 37B, tỉnh lộ 488, tỉnh lộ 489 và nằm tại khu vực tiếp giáp thị trấn Ngô Đồng, trung tâm văn hóa, chính trị, kinh tế của huyện. Do đó, Hoành Sơn có vị trí rất quan trọng và thuận lợi trong phát triển kinh tế xã hội. Trong những năm vừa qua, với sự phát triển về kinh tế xã hội của huyện, của xã, kết hợp với việc dân số trong xã ngày càng tăng cao, do đó nhu cầu về nhà ở của người dân tại khu dân cư trung tâm xã ngày càng lớn. Tuy nhiên, quỹ đất phát triển nhà ở gắn với hạ tầng kỹ thuật tại khu trung tâm xã chưa đảm bảo được nhu cầu sử dụng. Để giải quyết những hạn chế trong quá trình phát triển kinh tế xã hội, cải thiện bộ mặt nông thôn của Hoành Sơn theo hướng văn minh hiện đại và đáp ứng nhu cầu về nhà ở, đảm bảo các tiêu chí về nhà ở theo hướng xây dựng nông thôn mới, cùng với việc phát triển xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, thì việc xây dựng khu dân cư tập trung xóm 14 cũ, nay là xóm Sơn Lâm Thọ, xã Hoành Sơn, huyện Giao Thủy là hết sức cần thiết. Khu dân cư tập trung xóm Sơn Lâm Thọ, xã Hoành Sơn được hình thành trên nền đất nông nghiệp, có quy mô diện tích trên 9.500 m² và được phê duyệt chủ trương đầu tư theo quyết định số 536 ngày 16 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban Nhân dân huyện Giao Thủy. Với nhiều lô đất liền kề, mặt bằng thoáng, rộng, khu dân cư xóm Sơn Lâm Thọ, xã Hoành Sơn đảm bảo đầy đủ các điều kiện về hạ tầng giao thông, điện chiếu sáng, nước sinh hoạt của một đô thị văn minh hiện đại. Đặc biệt, vị trí nằm cạnh tuyến quốc lộ 37B đoạn qua địa bàn xã Hoành Sơn, tiếp giáp với thị trấn Ngô Đồng và ngay cạnh siêu thị tiêu dùng Lan Chi Mắc, một trong những trung tâm mua sắm lớn nhất huyện ở thời điểm hiện tại. Mặt khác, khu dân cư cũng có vị trí gần khu vui chơi mua sắm của xã Giao Nhân. Vì vậy, đây có thể coi là một trong những lợi thế hấp dẫn để phát triển giao thương buôn bán, thương mại, dịch vụ tiêu dùng. Nhất là khi tới đây, theo dự kiến, xã Hoành Sơn sẽ sáp nhập với thị trấn Ngô Đồng để trở thành đô thị và là trung tâm huyện lỵ của Giao Thủy. Những yếu tố trên góp phần để Hoành Sơn nói chung, khu dân cư tập trung, xóm Sơn Lâm Thọ nói riêng, có thể thêm nhiều cơ hội để phát triển, bứt phá vươn lên, tạo điểm nhấn kết nối liên khu vực với các địa phương trong huyện.